ơi. Đồ quẩy trồn nó bị ghê. Lâu quá không coi. Mấy ngày trời mưa bão mình về nhà cả nhà. Bây giờ là chín một phát là đi thối luôn rồi. Không biết là con gì luôn cả nhà ơi. Cái này là nó thối quá trời rồi. Chả biết đó là con gì luôn đấy. Không biết là con gì luôn. Chín thối rồi. Rồi. Con giòi. Giòi to như que đúa luôn. Này tiếp tục đi coi bẫy cả nhà nhé. Hôm qua vẫn chưa coi hết. Hôm nay đi coi lại. Đi gần hết mấy chặng đường rồi mà không có gì cả nhà. Bây giờ là mình cứ trông chờ vào cái bẫy sóc của mình thôi. À, bẫy sóc buổi trước thì mình cũng hay quay cho tất cả mọi người cùng xem rồi. Nên là hôm nay mình sẽ đi coi thôi. Còn quay thì dung lượng máy của mình thì cũng đầy rồi cả nhà. Cái này hoàn toàn ăn được bình thường cả nhà nhé. Có vấn đề gì về trái này. Có nhiều loại trái cây ăn được lắm. Nhưng mà mùa này trái cây thường hay rất là chua. Ví dụ như trái này. Cái này cái loại chua đè. Bóc ra cho cả nhà kia. Đó. Cái này là loại sóc thường hay ăn này. Để sóc hay loài khỉ để ăn. Cái này nó chua. Nên đi rừng gặp cái chua thì ít ăn hơn thì được. Còn nếu mà mình ăn nhiều mấy cái trái chua chua ấy, nó dễ bị cào ruột. Nhà xem, mình vừa mới lượm được cái cây trái này này. Có cái con gì nó ăn nó hơn một nửa rồi. Để xem còn ăn được không nhé. Cái này là ăn được. Và cái thì nó cũng hư rồi. Đây, mấy cái này này. Nhà. Đó, 10 cả nhà nhé. Cũng có cái vị chua chua ngọt ngọt cả nhà. Đi đừng có những cái trái cây như thế này cũng là phao cứu sinh. Đảo địa thật đấy. Và chị cũng rất là thích ăn mấy cái trái này này. Nhưng mà nó ăn ít thôi. Đó. Trái này là chị này, sóc này đều thích ăn những cái trái như thế này nhé. Rồi, bây giờ đây mình tiếp tục cuộc hành trình để tí nữa mình sẽ lên trên bìa rừng. Chỗ này là cái khe suối cũng không có cái gì để cho mọi người xem. Mình sẽ lên bìa rừng để xem kiếm được cái gì hay không để quay lại cho mọi người cùng xem nhé. Đó. Lại bài sóc nữa, mình vẫn đi coi bài sóc nữa. Nếu mà có con nào thì tí nữa về Tây Lán là mình sẽ quay lại cho tất cả mọi người cùng xem. Để xem cái bầy sóc này được cái gì hay không. Mình thường đi làm bẫy thì cái bầy sóc nó hiệu quả cao hơn mấy cái bầy chồn này. Bẫy chồn này là do nó không có con chồn nữa nên là rất là ít. Sóc thì ở đây thì cũng khá khá, cũng có nhiều. Bây giờ mời cả nhà cùng đi nhé. Đi rừng mình thường hay nói nhẹ nhẹ. Còn cái trường hợp là mình gặp mấy cái con
khỉ hoặc là cái con gì đó để mình có thể núp để quay lại cho tất cả cả nhà mình cùng xem. Đây cũng là một loại cái này cả nhà. Biết chín chưa? Bây giờ mình đang đi qua cái khe suối này để mình lên chỗ cao cao một tí. Đây là loại bẫy heo. Mình làm nhá, làm cho có thôi, thật ra nó không có cái gì đâu cả nhà ơi. Con này là cái bẫy chồn. Bẫy chồn làm to hơn bẫy khóc. Đây cả nhà. Đi rừng là chúng ta hết sức cẩn thận với mấy cái con rắn lục săn đuôi đỏ này nhé. Nó có mặt ở khắp nơi. Nhưng mà chúng ta cẩn thận, con này nó chỉ là tự vệ thôi, nó không có ý định tấn công con người đâu. Nhìn cũng khá là đẹp cả nhà nhé. Rắn lục săn đuôi đỏ là một trong những loài rắn rất phong dụng ở rừng Việt Nam nói chung của mình, lại Tây Nguyên rừng nói riêng. Khi mà nó cảm thấy là bị đe dọa, nó sẽ dùng cái đuôi để nó gõ vào mấy cái cành cây, nó báo hiệu là đừng có đến gần nó. Đến gần nó sẽ tự vệ trở lại. Mình hết sức là cẩn thận với con này. Đa số loài rắn thì nó cũng thích cho mình đối xử với nó một cách là nhẹ nhàng, tình cảm như thế này. Nó sẽ không làm gì chúng ta. Tự nhiên là cái gì cũng có cái vẻ đẹp riêng của nó. Cũng khuyến cáo tất cả mọi người đừng làm theo video giống như mình đã quay thế này. Mọi người cũng có kinh nghiệm để đối đầu với những con rắn lục như thế này là rất là nguy hiểm. Nó thì nặng có thể là gây tử vong, còn nhẹ thì cũng là phù nề tay chân. Đây là vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp của tự nhiên. Quay gần hơn nữa. Đấy. Cái này là rắn lục săn đuôi đỏ nhưng mà mắt của nó là mắt vàng. Một trong những chín loài rắn lục có mặt ở Việt Nam. Mình không biết đây người ta gọi là con rắn lục gì nhưng mà mình thấy nó đẹp quá, không thể cưỡng lại luôn. Những người chuyên môn cao thì họ thường hay nghiên cứu về những cái loài rắn lục này. Rắn lục này hiện tại tại Việt Nam mình thì vết thân của nó là đầy đủ. Nhưng mà đi rừng như thế này thì không nên là bắt nó, không nên làm gì nó. Nó sẽ gây cho chúng ta nguy hiểm. Đặc biệt là đi rừng một mình thì nó làm chúng ta gặp rắc rối rất là to. Đó là một trong những lý do chúng ta đi rừng nên cẩn thận. Nên là mình mới khuyên tất cả nhà mình đi rừng mình phải đi từ từ, quan sát từng chi tiết một. Những cái loài rắn lục đuôi đỏ này nó ngụy trang rất là kỹ, đặc biệt đi những cái rừng săn như thế này, cái màu của nó là lẫn với lá cây rất là khó phát hiện luôn cả nhà. Nên là mọi người cứ cẩn thận cho mình nhé. Không có chuyên môn hoặc là không có mục đích gì thì đừng có gây hại cho nó, đừng có bắt nó. Với chuyên môn không có thì nó có thể làm gây tổn thương cho rắn và lại cho chính những con người như mình đây bị tổn thương nữa.
nó là môi trường của nó mà, là nhà của nó, nên là mình đừng có đụng tới nó là được. Làm cái chuyến này cả nhà. Làm cái chuyến này. Đây cả nhà. Nói chung là mình chỉ làm con cái khu mình ở thôi. Này, ở đây một cái cả nhà nhé. Ở đây cũng là rừng già rồi cả nhà, nên là sắt thì cũng rất là hiếm, sắt đất không có ở đây đâu, chủ yếu ở đây là dính chuột với sóc bùng đỏ thôi. Còn mấy cái bẫy kia là có thể là cả con chồn nữa. Đây cả nhà, giờ không có cái nào, không có quả nào dính, nó bởi chỉ đơn giản như thế này thôi. Đấy, cái cần của nó này. Đó. Hôm nay chắc về không rồi, không có, cả nấm cũng không hái được rồi. À đây, quả nấm này. Nấm này hình như là... Hư rồi cả nhà. Nấm này ăn rất là ngon này. Nhưng bây giờ nó hư rồi. Cả đống này. Đó. Nấm này hư rồi. Không ăn uống được cái gì nữa. Rồi mời cả nhà tiếp tục theo dõi hành trình của mình nha. Đi một mình trong rừng thì nói chuyện cũng khẻ khẻ một tí cả nhà. Mình cũng có sử dụng lá thun. Khi nào là may mắn thì gặp được chim hoặc là sóc, có thể là bắn hạ. Nhiều người có thể là họ không thích để giết chóc đâu, nhưng mà mình ở trong rừng thì không có cái gì để ăn. Được mấy hôm qua mấy con sóc cũng đủ để ăn mừng. Cái rừng này cũng rừng khá già. Mình hy vọng mà gặp được con gấu ở đây thì có mà chạy luôn cả nhà. Con gấu nó hung lắm, nó có thể ngửi mùi của mình cách khoảng 1 km, nó đã đánh hơi được con người rồi. Mình gặp mấy cái con gấu là cứ thận trọng cả nhà. Để hy vọng là sẽ thấy được con khỉ ở đây để quay cho cả nhà xem. Cái này thì không ăn được này, cái này chỉ có những gọi là lũ sóc ăn được thôi. Đây này, cái này chỉ có lũ sóc ăn được, còn mình ăn quả này chịu đây cả nhà xem. Đó, lũ sóc ăn đó. Mình thử xem cái vị của nó là như thế nào nhé. Cứng quá. Nó chát chát đắng đắng rất khó chịu. Thế mà loài sóc dập mấy cái quả này thì đúng là bữa cơm no nê của nó luôn. Mà có những cái cây to đó,
Ở đây cũng có cây to cả nhà nhé. Đi rừng thì trong rừng thì mình cứ tự tạo niềm vui cho bản thân thôi. Ở đây cũng có những cái điệu hoang dã như là những con ve sầu, rất là đa dạng. Cái tầm giờ này thì chim chóc vẫn chưa xuống ăn nên là nó vẫn chưa hót. Chiều mà gặp con sóc đen ở đây thì chắc mình đi phải kiếm cái chỗ mình đặt bẫy. Con này thì nó khó dính, nó khó dính bẫy lắm. Nhưng mà nếu mà mình biết cái chỗ nó thường hay đi á, có thể là bẫy được. Trong này thì nó cây nó cao, lại dây ít nên khó làm lắm. Phải có cái chỗ nào là dây nó rộng rạp một tí, nó có một cái dây để nó leo lên cây ăn trái, mình cũng mới giữ lắm. Mà không biết bắt mấy con này nó có bị sao không, phải nhận xem. Đây, cái trái gai gai này gọi là cái trái gì, trái ốc chó hả, hay là trái cứt lượn đây. Đó. Trái này cũng ăn được, ăn ngon là đằng khác luôn cả nhà. Hồi nhỏ thì mình rất là nhớ những cái kỷ niệm mà hay đi rẫy, đi rừng theo bố mẹ, đi chân đất. À, giống mấy cái gai cây này đầu lắm. Giờ thử miếng xem nào. Này gai đâm vào tay rất là đau. Nên là mình cứ lấy nó nhẹ nhàng. Đó, bóc nhẹ nhàng. Đó, nhìn cái hạt nhân của nó bên trong này, cái này rồi vẫn chưa chắc, cái này nó không chắc, nhân đấm nên là ăn cũng không ngon mấy. Cái này không chắc nhân. Sống trong rừng thì phải tập ăn như khỉ mới sống được dài lâu. Còn mà đi kén ăn thì chắc chắn là sẽ gặp được những khó khăn nhất định. Đó, bẫy sóc này. Này chỗ những cái đó mồi sẵn luôn ở đây, khi nào nó leo lên đây nó ăn thì dính luôn cả nhà nhé. Đây là họ nấm linh chi cả nhà. Đây là một loại sâu rất là độc cả nhà. Cái này là loại sâu róm cả nhà nhé. Sâu róm này nó độc lắm. Nhìn như thế này thôi, nếu mà nó đâm vào da thịt là hoại tử ngay.
nên là chúng ta đi hết sức phải cẩn thận và tránh xa những con như thế này cả nhà nhé. Đây là con rắn lục săn đuôi đỏ. Đấy. Thì rừng gặp những cái con này rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ mình sẽ tha tội cho nó. Con gà mang từ nhà đây. Đây là cái lòng đắng này rất là ngon cả nhà nhé. Được một con ăn no đã tròn luôn. Lòng đắng này là nhậu quá tuyệt vời luôn, nhưng mà ở đây thì không ai nhậu với mình đâu. Tối vội vàng, hẹn cả nhà sáng mai làm thức ăn nhé.